Ông Kim Cổ Kỳ Quan nó là trong 2000 năm, tức như 2001, 2002, 20, 2020 là năm năm Canh Tý, là tụng nó là bắt đầu nó khởi về vấn đề đúng theo cái cơ định của ông Kim Cổ rồi. Là trong ông nói nè, giặc tần có chỗ, giặc thổ có nơi, cái bệnh ôn dịch giặc trời biết đâu mà tránh. Thì thằng dặn hai mẹ ba thình, thì thằng thằng ít thằng Iran nó quýnh đúng thằng bà, nó quýnh thằng 300 quả tên lửa vô thằng Israel thì tận thế, chảo lửa bùng nổ, bị chảo lửa đó, tụi Trung Đông chưa. Còn cái hôm rồi cái thằng thằng Hamas nó quýnh thằng Israel đó là 5.000 quả tên lửa là nó tiêu diệt luôn á, thì nó quýnh đúng vào ngày 7 tháng 10. Như vậy là ngày 7 tháng 10 âm lịch mà Đức Phật thầy ta ngày tiên tri rồi. Năm giờ nhiều nỗi bao giờ bước qua năm mẹo như tơ rối muộn, năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi mới lị tuôn dòng về, là đúng đúng tháng hợi, ông thấy không? Ngày 7 tháng 10 âm lịch. Nhưng mà chưa thấy ủ ơi trung ương đồng hồ mới ê hề thay phơi. Như vậy là trung ương là giờ thay phơi ngoài đây, giờ nó quýnh cái kiểu này đâu còn cái gì nữa. Nhưng mà tiền Âu Đức Thiên Hoàng là tiền Âu hậu Á Thiên Hoàng định phạt. Chúng sanh làm những việc chánh thì còn, không chánh thì bị tiêu diệt trong vòng đây tới năm 26 tháng 7. Mà Đức Thầy đã tiên tri hồi đó, hai ông khách có ông thầy giáo Khương ông đứng đó, ông châm trà, ông tiếp khách châm trà và phục dịch cho hai người khách đó, đó. Thì Đức Thầy nói rồi, Đức Thầy nói chừng nào mà Trung Đông nó chảo lửa Trung Đông nổ là tới tiên đại tam thế chiến. Thì giờ để hôm nay có coi tình hình không? Thì không có tiền Âu thì hậu Á chứ không có nói gì cả. Cái đó nó sẽ ngưng lại, nó quýnh tụi tụi thằng Israel là nó là thiên thần, chứ thằng Âu ra là nó thiên thần, nó diệt cái trục ma quỷ. Bên kia thì cái số Hồi giáo cực đoan nó diệt cái số Hồi giáo hết, nó quýnh thành biển luôn, nó quýnh cái đám kia tiêu hết. À, bị đó là cái cơ trời, cái máy tuồng xưa kia là cái máy trời nó vậy rồi, không ai chạy khỏi đâu. Giờ mình lắng mình lo niệm Phật, lo niệm Phật là quan trọng, đi đứng nằm ngồi mà niệm bình thường không có quan tâm gấp. Niệm đi đứng nằm ngồi, nếu hồi nào mình chánh niệm thì mình niệm, còn hồi nào mình chánh định á, mình làm gì thì mình làm cái gì, làm những việc chân chánh thì mình khỏi niệm cũng là niệm Phật. Bởi cái tâm mình không có sanh sanh tâm ác, không có sanh tâm 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 ma, không có sanh tâm phiền não, không có sanh tâm đố kỵ, không có sanh tâm hờn ghét, thì tất nhiên là thanh tịnh thôi. Để kiếm ở đâu cũng không có đâu, ở trong cơ thể con người và trong trí tuệ của mình chứ không có ngoài. Thí dụ giờ cái ý nó khởi lên mình biết rồi thì nó hết, đâu có gì đâu để gì bị vốn dĩ cái thiện ác nó nằm chung với nhau. Phàm thánh nó còn nằm chung, khi mình thấy thánh mà mình chấp thánh thì mình rớt, mình vô về vọng tưởng, mà khi mình thấy phàm mình theo phàm thì tất nhiên là mình xuống địa ngục chúng sanh. Thì vậy là mình chẳng thấy tà mà chẳng thấy chánh, mà biết tà và biết chánh, nhưng mà chánh thì làm mà tà nghĩ, bởi vì cái tâm mình tâm chúng sanh nó hay phiền não, hay chấp trước. Chấp trước có nghĩa là gì? Làm phước nữa sau để cho con cháu tôi và linh hồn tôi được nhẹ nhàng, hoặc kiếp sau là chết rồi, chấp trước phải đúng không? Chấp trước là khi khi làm phước là đã chấp rồi, ở trong cái tâm nó chấp rồi mới làm, còn mình tu rồi không có chấp trước. Thấy thí dụ để đi dọc đường thì thấy một người ăn xin, dầu người đó giả thiệt, đừng có phân biệt, đừng có sanh tâm ra là giả, không cúng thì không cúng là rớt rớt đạo bảo đạo. Khi mình thấy cái người nó như vậy thì cái tâm mình phát tâm lên, mình cúng người ta 10 ngàn, 20 hay 50 rồi mình đi, chứ đừng có nghĩ rằng mình cúng hồi cái tự nhiên muốn cúng cái tâm phàm, cái tâm tâm chúng sanh mình nó nổi lên, nó không biết ông này thiệt ha, giả không biết ông giả không là chết. Vậy thôi cái đâu có gì đâu. Tôi đã từng cúng vậy tôi biết mà, có nghĩa là Đức Thầy nói sao? Giúp người đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Phải đúng không? Ủa tại sao mình đi cho những người mạnh nó ăn, nó đánh bài cờ bạc rồi nó chơi đêm, còn cái người này ta dám giả ăn xin, tại sao mình không dám cho? Ủa đâu mình giả thử cái, mình giả thử ai cho tôi thua nhiêu mà không dám giả, bởi vì cái nghiệp của cái chúng sanh nó vậy rồi, mình không dám giả, mình giả sao đời sau mình lên mình ăn xin sao, mình đâu dám. Còn người ta đã đi tới tận cùng, tận cùng có nghĩa là gì?
chúng sanh nó sẽ sanh cái tâm ra để nó làm cho có tình thương, mà con người thì có chủng tử Phật tánh. Thì người ta cho 1.000, 2.000 nặng nó sống, nó khỏi ăn trộm ăn cướp. Mấy người đó coi vậy chứ nó tu lẹ cho để biết. Bởi vì khi nó mà xin được thời gian rồi nó thấy nó có tội, hiểu chứ, tự động nó không dám làm nữa, thì lúc đó bắt đầu là nó sẽ gặp cơ duyên, gặp một vị tu sĩ, gặp một vị gì đó nói thôi ông đừng làm vậy nữa, hoặc một người bạn đời nào nói mày làm vậy nữa sao mày đào thai lời mày chết, thì lúc đó nó khá là rồi, nó giúp mình cái nó niệm Phật, nó không làm nữa, xong rồi giúp người đừng đợi có ơn. Rồi tôi giải thêm một cái lý thứ hai nữa nè, tất cả chúng sanh trên thế gian này Đức Thầy nó phụ mẫu thăm ăn ăn vô lượng kiếp, như vậy là cái người đó nhiều khi ông bà tổ tiên hoặc người thân mình hoặc là từ chúng sanh bốn loài nó tiến quá lên, nó đồng nhất với Thượng Đế, đồng nhất với Phật tánh, tại sao mình lại mình không thương mà mình còn loại mình ghét người ta nữa. Rồi đó là thế giới đại đồng rồi đó, phải đúng không, cái tâm mình đại đồng rồi. Tôi tu nay gần 38-40 năm rồi tôi mới ngộ được tới cái đó, thành ra giờ tôi vô ngã là gì? Vô ngã không phải là tôi thành Phật, nhưng mà tôi làm những việc gì là tôi vô ngã là gì? Là không còn cái ngã cái ta nữa, là tôi là thằng Hiếu hoặc là ông Trô Thầy hoặc là gì nữa, là lúc đó tôi đi sâu vào bát nhã. Bát nhã là gì? Là sự rộng lớn không có chỗ lường điếm, không có chỗ điếm. Có bát nhã là cái tâm như biển, cái tâm rộng nó như vậy mới thành chánh quả. Lo tu tỉnh mà ai khinh ngạo, diệt lục căn đừng nhiễm lục trần, chữ sát thinh chớ có hồ gần, hương với vị sát trần nên lánh, chữ xúc pháp keo gương hiền thánh, tránh sáu đường cũng nặng về thần. Như vậy là mình tránh được sáu đường, mình về thần, mình không đắc qua Phật Bồ Tát thì mình về thần, phải không? Không có về thần là đắc rồi, về thần là đắc rồi. Cũng như giờ Nguyễn Lưu Trực ngài đã thành thánh rồi, thành thánh cái ngày công đức ngày hồi xưa công đức ngày ngày giờ thành Phật Bồ Tát là hạng. Mà hai là hán là khỏi giải thoát rồi, mà được thầy hỗ trợ nó, bị gì thầy là Kim Sơn Phật, thầy hỗ trợ các bậc trung nghĩa trung hiếu, phải không? Đó giờ thôi giờ mình nói đi, mấy mình nói rồi mình không nói không phân tích, mà tại sao các cái gì ngày lễ lộc của các ngài cái hàng vạn người đi, vậy là ông chứng qua thần, chứng một thần trung hiếu, hiểu chưa? Thì khi đó là Đức Thầy độ ổng, khi ông Đức có quản về mấy ông đó lên trên núi, dùng núi ở trên đó là mấy ông hiện thân được, là người quá kim thân được rồi. Thì như vậy là mấy ông tu lên thành chánh quả là thành La Hán, hoặc là mấy ông mà sáng cái là mấy ông thành Bồ Tát, chứ chưa lên Phật. Phải đúng không? Thì vậy là, vậy tôi đưa vô thì như vậy là tất nhiên là mình không có cái tâm rộng, không phải mình toàn bộ là vô ngã được, nhưng mà mình cũng có cái lúc mình phải dùng cái ngã để mình chặn đứng những cái của mình và những cái người khác. Chặn đứng là có nghĩa là mình biết cái người đó ngã, mình không trả lời, không nói như họ. Ngày xưa tôi không biết, tôi kể là mọi người tu là đều phải mình nói nhau thương yêu, nhưng không sao mà không phải. Kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình á, mình á. Rồi kẻ thù lớn nhất thứ hai là người gần mình, tôi nói đầy á, người gần mình á, nhất là đồng đạo. Chứ đừng nói tôi kinh nghiệm rồi, tôi kinh nghiệm rồi, không phải mình nói xấu Đức Thầy mà nó còn phản thì mình có làm có làm cái gì hơn Đức Thầy mà nó không sợ mình? Nó đâu có sợ mình, đúng không? Nó không có để mình biết mà nó ghét mình, nếu để làm công đức mà đúng chánh pháp của thầy tổ dạy rồi, bảo đảm đệ là đệ bị khảo. Đây nè, tôi đọc cái bài này của ông Trạng nè. Khỉ hú trời nam cá quá rồng. Đâu một câu một nghĩa thì nó một chữ một nghĩa tập thành một chữ sáu nghĩa tri nền đất cơ đâu. Giờ để tri cái câu này để khỉ hú nha. Khỉ hú trời nam cá quá rồng. Giờ tôi giải cho quên là đơn giản. Con sáu năm chèo nó sẽ lên, trong vòng nó lên từ 25, 26, 27 là nó bắt đầu nó xuất hiện. Cá quá rộng là con sáu, là con cá sấu năm chèo nó quá rộng, tất nhiên ra con là quá con lông mã, tất nhiên là khỉ hú có nghĩa 28 là nó sẽ lên, bảo đảm chứ không nói gì được. Nhưng mà coi chừng nó lên sớm á, biết sao? Tại vì nhân loại tạo nghiệp quá nặng, nó lên sớm để nó tiêu diệt. Nhớ nghe chưa, Đức Thầy nói rõ ràng là tôi căn cứ vào Đức Thầy chứ tôi không nói sai được. Khỉ hú có nghĩa là năm thân này nè, 28 này nè. Khỉ hú trời nam cá quá rồng, tại sao không nói trời bắc mà nói trời nam? Bởi vì ngày xưa là cái con rồng á là thành Thăng Long á, là do Lý Công Uẩn
ổng rời thành Hoa Lư ra đó là bởi vì do ổng trơn mạng đế vương. Khi ổng đi ra đó là ổng thấy con rồng ở dưới cái hồ gom nó bay lên, ổng đặt là thành Thăng Long, là giờ mình có thành Thăng Long chứ phải đúng không? Ở thành Thăng là bái, bởi vì ngài Lý Công Uẩn là ngài là trơn mạng đế vương, do ngài học đạo là ngài học thiền sư Vạn Hạnh dạy ngài cách làm vua và cách làm tướng, phải không? Nhưng mà khi ở thành Hoa Lư là thấy là thành thiền sư Vạn Hạnh, ngài thấy thành Hoa Lư là không thể giữ được thành, Tàu nó sẽ chiếm mình hoài, ngài mới cái đó là cạo đỉnh. Thì lúc Lý Công Uẩn lên ngôi thì ông đi qua cái hồ gươm đó thì ông thấy con rồng với nó bay lên trời, ông đặt ông dời thành gì đó liền gọi là thành Thăng Long. Như vậy thì tất nhiên là Bắc Nam chờ đợi cuối thình sẽ lo vận chuyển thình ra ta. Tới rồi còn gì nữa, tôi chỉ cho đệ tá để coi ngoài miền Bắc rồi để biết phải không. Tự nhiên yên bái trời tối lại 4 5 ngày y như 12 giờ đêm là đó là đêm tận thế, tận thế chứ còn những đó, tôi cho bảo đảm để ăn chay rồi mấy chục năm mà không tu huệ tu phước, không có tinh tấn, không có tin thầy thì không làm sao mà khai ngộ được cái này mà tôi khai ngộ được. Rồi, và mà tới năm nay nó làm bị gì? Đầu năm rồng, đầu năm rồng là bị gì? Cái điện Phật mẫu hôm rồi hội yến di trì cung ở trên tòa thánh Tây Ninh mà ngày rằm tháng 8 mà từ xưa nay tôi từng đi ở trển mà nó cháy cái đầu rồng mà nó không cháy cái mình với cái cần cổ. Thì vậy là tháng 3 là tháng 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 tháng, tháng gì? Duyên dần hai mẹo ba thịnh. Phải đúng không? Thì tất nhiên là thằng 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 duyên dần hai mẹo ba thịnh thì thằng thằng ít thằng Iran nó quýnh đúng thằng bà, nó quýnh thằng 300 quả tên lửa vô thằng Israel thì tận thế chảo lửa bùng nổ, bây giờ chảo lửa là tụi Trung Đông chưa. Còn cái hôm rồi cái thằng thằng Hamas nó quýnh thằng Israel đó là 5.000 quả tên lửa là nó tiêu diệt luôn á, thì nó quýnh đúng vào ngày 7 tháng 10. Như vậy là ngày 7 tháng 10 âm lịch mà Đức Phật thầy ta ngày tiên tri rồi, năm giờ nhiều nỗi bao giờ bước qua năm mẹo như tơ rối muộn, năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi mới lị tôn dòng về là đúng đúng tháng hợi, ông thấy không? Ngày 7 tháng 10 âm lịch. Nhưng mà chưa thấy ủ ơi trung ương rồng hộ mới ê hề thay phơi. Như vậy là trung ương là giờ thay phơi ngoài đây, giờ nó quýnh cái kiểu này đâu còn cái gì nữa. Nhưng mà tiền Âu Đức Thiên Hoàng là tiền Âu Hậu Á Thiên Hoàng định phanh. Rồi câu thứ hai nè, khỉ khỉ hú hú là tới, hú là bắt đầu là nó hú là nó tru á, cũng như con chó mà đệ nuôi tháng tới ngày giờ mà nó tru rồi thôi đệ đệ mà có đạo thì đệ đâu biết cách sao, đệ có nước giấy cầu nguyện thôi, mà người đạo đâu có khi nào chó nó tru người đời mới nó mới tru chứ, làm tội quá nó tru. Chó mà nó tru là cái gia đình nó chuẩn bị đi không biết chuyện gì xảy ra đó. Phải đúng không? Mà tại đây cái mình tu mình biết rồi mình sẽ cần thực thấy trước mắt mình là mình biết cái chuyện thiên cơ rồi chứ không cần tới nói tới cái chuyện gì nữa. Mà thầy đã tiên tri thì như vậy là thầy đã bực 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 có sức sức mạng để tiên tri, thì tại tại sao mình không tin? Một số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tôi hôm rồi tôi qua bên 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 mấy cái chỗ đó đó là nó không tin, nó nói giờ lo tu chứ không không có bàn thiên cơ, bàn thiên cơ là đặt mà Đức thầy cho mình phải nghiên cứu thiên cơ. Phải đúng không? Mà nghe câu nào để nhớ không? Nhớ câu nào không? Nhưng mà nó không chịu. Bởi vì nó tu nó cầu phước, nó tu kể nó thành Phật. Nó tu cái nó làm giàu nó sợ chết, giờ giàu quá ăn sung sướng quá, ăn đồ chay cũng sung sướng quá, thành ra nó không chịu. Mà Đức thầy nó bây giờ ta nói chẳng tin ngày sao mới biết phép linh của trời, mà cái phép linh của trời đã tới rồi mà bị nó không tu huệ, nó không có hy sinh, nó không có chịu khổ hạnh, nó không chịu làm những cái việc mà thầy đã dạy rồi, bố thí trì chay giới, mà giờ thiếu thiếu thì làm sao hiểu. Cũng như bài toán người ta có ba chân mà ông làm tụi mình làm mấy cái hai chân làm sao mình hiểu, bị tôi làm đúng ba chân anh đã tôi hiểu. Đây nè, Đức thầy dặn mình nè, là ông Trạng mà Đức thầy là lặp lại nè, ngày nay xe lết xe lôi phải không,
đúng đúng lời truyền sống của đời nhà Lê là phải ông nhắc, Đức Thầy nhắc lại ông cạn không? Nhà Lê là ông Tạng Trình. Mà ai Tạng Trình là ai? Tạng Trình là Bạch Sĩ. Bạch Sĩ là Đức Phật Thầy Trang. Tiến qua tới cuối cùng là Đức Quỳnh Châu Chủ. Ngày ứng thân vào năm 1919 là Đức Thầy luôn. Rồi Tạng Trình cũng Thầy luôn. Rồi Bạch Sĩ Tương Sanh cũng Thầy luôn. Đừng có nghe lại ai chứ. À, để cứ căn cứ tôi chịu trách nhiệm. Tôi chịu trách nhiệm. Bởi vì tôi đã được thầy dẫn tôi đi mà tôi không biết sao được. Tôi được hai vị dẫn tôi đi. Thành ra tôi mới mở được chứ mà không là tôi Cộng sản nó giết tôi rồi năm năm 77 rồi. Chứ nó biết tôi là đệ tử của Đức Quỳnh Châu Chủ chứ không phải. Bởi vì Đức Thầy nói là bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không. Nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chất mới học sơ sang. Rồi như vậy là mình làm không đồng nào cho tự nhiên. Cũng như mà cái đó là cái ông chúa nằm ở đó. Thì mỗi ông một thời gian ông mặc, ông thợ, ông gì đó không biết. Ông ở đâu xa xa, ông nghe cái tiếng đồn vậy cái, là cái hũ xạ tiện hương là cái ông chúa nằm đó. Thì tự nhiên ta trở về nó phụ với mình. Thì tôi thành công là tôi nghiên cứu sau này tôi biết. Chứ hồi đó tôi làm, mấy ơn trên chỉ dẫn tôi làm, trong cái tâm tôi làm chứ tôi đâu có biết. Nhưng bây giờ cái huệ tôi nó phát lên tôi biết. Cái giai đoạn này bị thời kỳ này thời kỳ phạt thưởng, mẹ mình ra mình lạng hoạn, mình lánh gánh nghiệp chúng sanh mình chết. Để hiểu không? Như dạo sống mâm nè, làm được nè. Nhưng mà sống mâm bị có chư thần ta điều hành à, lòng từ bi ông dị tha rồi. Ông không có cần thằng đó thần thiện ác. Thằng nào mà vô trong đó là hết thân rồi, nó trả quả hết thân rồi. Người nào vô trong đó là trả quả hết thân. 10 năm, 20 năm vô ngay chỗ Ông sống mùng nó niệm Phật, ăn chay thì sống, còn không ai chết. Đức Thầy ổng dặn mình phải theo dõi thiên cơ và tu, phải bàn luận thiên cơ. Nhưng mình bàn để mình tu chứ không phải mình bàn để mình đi nói. Rồi mình không tu là tới đó là cũng tiêu à. Mình bàn để mình sợ, mình không có ham danh lợi. Chừng nào bổn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới an. Như vậy là biết thời kỳ tận thế. Tôi biết nay 40 năm rồi thì tôi đâu có làm giàu làm gì. Tôi đủ ăn mà ăn trên cho mình đủ ăn với dư chút xíu để làm phước. Như vậy tôi biết rồi, tôi thuộc rồi. Rồi bắt đầu tôi từ từ tôi thấy cái mái trời nó đã chuyển đúng theo cái giáo lý của Đức Thầy rồi. Thì như vậy là thầy tiên tri đâu là nó có đó rồi. Như vậy giờ lo tu gút đặng thành chánh quả. Như vậy nữa không thành chánh quả nữa về Long Hoa Hậu. Giờ có chết đi nữa thì thầy lo cái liên đoàn. Tôi đông đại ăn hết sạch à. Ngưng ăn bữa chiều bắt đầu từ 2 giờ trở lên là tôi không còn ăn nữa mà chỉ uống nước. Rồi chiều quậy gì để uống mà nhẹ sờn luôn, tối ngồi hai sức. Để thấy không? Giờ là cái luồng trong cơ thể tôi nó đã nhẹ rồi. Chứ hồi xưa tôi ăn 4 ngày mà còn đói đó. 4 lần mà còn đói. Giờ vẫn mạnh bình thường. Vẫn mạnh công chuyện bình thường mà không chừng mạnh hơn nữa. Ở thì làm đúng. Để từ từ nó cũng quay được vậy. Đây nè, ngày nay sẽ lết xe lôi đúng lời truyền sống của đời nhà Lê là năm rồng rắn ngựa dê khắp trên thế giới, khắp trong thế giới ê hề thầy phơi thầy thi thầy phơi đó. Trạng trình truyền sống mấy lời ngày nay dân thứ vậy thì đáng tri. Phải như vậy là ngài biểu mình tri không, phải không? Mà tại sao mà mình nói đạo toàn là tín đồ Phật giáo hảo đại kích tôi không à? Tôi làm tin bị nó đông quá nó ăn hiếp mình. Ừ. Nữa muốn theo đời rồi mỗi muốn theo quyền chức nữa. Nè, ngày nay dân thứ vậy thì đáng tri thì hiền nhân đáng bực tu mi. Thấy chưa? Đức Thầy ám chỉ cho mấy vị tu nè. Hãy coi xem xét những gì quyền cơ, có nghĩa là mình phải ngồi nghiên cứu trong giáo lý thầy và thấy đời nó y rồi, nó đi chính chính rồi. Đây nè, ông Kim Cổ Kỳ Quang ông nói nè, trong 2000 năm mà để biết ông trong 2000 năm chứ đâu phải là 2000 năm năm 1999. Thành ra mấy vị đi đoán trong 2000 năm là từ 2000 trở lên chứ đâu có mà mấy ông tin tầm bậy. Ông Kim Cổ Kỳ Quang nói là trong 2000 năm, tức như 2001, 2002, 20, 2020 là năm Canh Tý, là tụng nó là bắt đầu nó khởi về vấn đề đúng theo cái cơ định của ông Kim Cổ rồi. Là nè, trong ông nói này, giặc tần có chỗ, giặc thổ có nơi, cái bệnh ôn dịch giặc trời biết đâu mà tránh. Thì tất nhiên là nó khởi cái COVID-19 là năm 2020-21 là nó quất sạch. Thì vậy là nó, ông nói cái bệnh dịch trời là COVID là dịch trong không khí. Thì như vậy là nó khởi cái cuối mà nó khởi cái đầu.
bị mấy ông nói, thường thường mấy ông nói là cứ đầu đuôi là đuôi là thành đầu mà đầu nó thành đuôi, phải đúng không? Anh Đức Thầy nói là đạo đồng, đồng đạo, đạo đồng thì dẫn nhau, nhưng mà cái hai cái từ nó khác nhau nhưng mà nó dính chung trong đó luôn. Đạo, đạo đồng là có nghĩa là nó nghe nó lớn, còn đồng đạo thấy chưa, đạo đồng, đạo là phải đồng, rồi đồng là đạo, đồng mới thành đạo, có đạo được. Tôi với đệ thương nhau, dìu dắt nhau, sai cờ sửa, đóng góp nhau, không có cãi cọ thì như vậy là đồng đạo. Đồng, đồng lòng là đạo, là chung chung với giáo lý thầy. Và đạo đồng, đạo đồng là gì? Là có nghĩa cái đạo này nó khắp đại đồng thế giới, chứ không phải là riêng gì gì nước mình, phải không? Thầy nói từ đâu đó có đàng hoàng chứ, là thầy nói rất rành lắm nhỉ, để sau này lũ quỷ nó ngờ. Là thầy, ông Trạng ông nói là lập trong phía Nam, lập hội Hoa Long, lập ở trong phía Nam mà mới thấy điềm mai giống lạc hồng. Rồi xong 39 là xuống mượn xác nằm nhâm kỷ mão năm 1939 mới thấy điềm mai giống lạc hồng. Như vậy là cái người đạo là tới đó thành tựu đạo quả. Ai tu thì thành, không tu thì ráng chịu. Còn người đời mà nếu có làm gì, Phật thi đức, trào quốc thi văn, nhân tùng thi chánh, nhân tăng thi lòng, rồi tới chừng đó là các ngài lấy bốn cái câu đó: Phật thi đức, trào quốc thi văn, nhân tùng thi chánh, nhân tăng thi lòng. Chúng sanh làm những việc chánh thì còn, không chánh thì bị tiêu diệt trong vòng đây tới năm 26 7. Không phải tới một mặt đâu, nó có bằng lan tràn hết, đủ thứ chuyện tới hết, phải đúng không? Nè, Phật thì thi đức, Phật thi đức, không nói đời hay đạo, không nói đến tôn giáo nào, mà người nào làm việc phước đức nhiều thì người đó là đức, là Phật, vậy thôi. Mà giờ để dòm rồi, chứ tôi giờ đừng ai biểu tôi không làm phước đức. Bởi vì tôi cái tâm nó rộng rồi, cái tâm tôi thấy người đau khổ, tôi chia sớt, tôi lấy người đau khổ, tôi chia sớt, mà tôi không đau khổ. Bởi vì tôi thấy, tôi biết, còn chúng sanh giờ thấy khổ, thấy cái khổ ở đây mình cũng khổ, cái tự nhiên nhập nhau, hai cái điển nó giống nhau, rầu rầu dùm cho người ta, mà chuyện của ta mình rầu. Như vậy là mình tu sai rồi. Đâu phải mình cứu không được, mà mình cứu được mình về cái mình ngồi mình rầu, trời ơi tội nghiệp quá, thương quá, rồi tội nghiệp không à, mình với nó cộng cái nghiệp vô, mình tu đã rồi cái nghiệp mình cộng cho nó chết mẹ rồi. Mình biết mà mình thấy như vậy, mình giúp như vậy, chứ không có thấy là về ngồi suy nghĩ cuộc đời khổ, nó đã khổ sẵn rồi mà chân gì mình mới khởi cái tâm mình lên, cái ý mình lên để cho mình khổ nữa, phải không? Vậy mới trong sạch chứ còn tổ cũng vậy rồi. À, mới thấy điềm mai giống lạc hồng, như vậy là gà kêu Nam Bắc hội Hoa Long. Là cái ông mà hồi đó mà Đức Ông đem, Đức Ông là ông cả đó, là tất nhiên thân phụ của sát Đức Thầy đó, là đem Đức Thầy lên đó trị bệnh, phải không? Rồi lúc mà thầy bệnh á, mà bị ông trị nổi tiếng, mà ông tu, ông bực nhà, ông là chắc bực thánh à, thành tu ở vùng đó là ông bệnh nào ông cũng làm hết, nhưng mà ông tu, ông lập cái cốc ông tư, người ta kêu là cái cốc. Thì như vậy thì lúc Đức Ông đem xác Đức Thầy lên trị, thì ông người nào vô mà thấy ông là sợ chết bà, ma quỷ gì cũng ai mà xuống vô trong đó là sợ ông. Nhưng mà Đức Thầy cũng nằm xuống, rồi cũng ngồi xuống cho ông coi mạch, ông đi gần tới đặng ông xem mà ông dấn mà, phải không? Ông thấy bốn vị thần trắng, bốn cửa đó, bốn cho Đức Thầy ngồi trên giữa, bốn ông bốn góc, ông quán hồn thấy cao mấy trượng, ông hết hồn, ông xá xá Đức Thầy. Có nghĩa là những mẫu chuyện thật, những mẫu chuyện thật thì ông mới nói với Đức Ông, cả ơi ông đem cậu Tư về đi, cậu Tư nữa sau là cậu Tư là khai cái đạo, mà tôi là cái người không có duyên, tôi chết sớm thành ra tôi chưa quy y được, thấy chưa? Bởi chỉ có ông mới thấy bốn vị thật, chứ làm sao mình mà thấy, bị ông tu ông mới thấy. Mà đức mấy vị thần đó không cho thấy á, thì ảo là cái chân mạng của thầy nhỏ hơn ổng, còn cái chân mạng thầy là chân mạng Phật,
Sơn Mạng Khai Đạo thì bốn vị trấn bốn góc thì ông thấy quá trời cao, ông nói cao quá trời ông sợ. Ông nói thôi không được, cậu tư ông cả đem cậu tư về, thì cậu tư sau là ông khai cái đạo mà tôi chết sớm rồi ta chưa quy được thầy.